kẹt các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. X từ 1 trên 10 nâng cấp phong cách Sturin với nội công 65 xét vui vẻ siêu khủng. Với một cái chiếc X từ 1 trên 10 được dọn theo cái style Sturin và cái dàn chân chất lượng thì chắc chắn sẽ để lại rất nhiều cảm xúc cho anh em chơi xe. Thôi thì chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng clip vào dưới đây. Xem tổng thể ta thấy con chiến mã lên cái bộ áo hướng phong cách với gam màu sơn xếp đẹp đi cùng bộ tem MX gam màu cam thì cực kỳ nổi bật. Dù chỉ là một cái dòng xe đổ máy hướng phong cách là Touring, nhưng người chủ vẫn trang bị nhiều món đồ chơi kiển nhằm mang lại cái hiệu năng tốt hơn. Phần đầu chiếc cụm thắng cụm decon Race Boy có mức giá khoảng 1 triệu đồng. Đi cùng với đó là cặp cụ Rainbow cụm tăng 3 giày giúp hành trình ra được cút ngắn hơn cho tốc sẽ nhanh hơn. Phục sinh của con xe này mình nghĩ khá kém nên người chủ đã trang bị cái phục trước của LCM đi bàn kích thước lớn hơn giúp mang lại cái hành trình nhún nhảy sẽ tốt hơn. Hệ thống phanh nâng cấp đĩa Kinrush kết hợp cùng hệ Rainbow 4 mít đối xứng được gắn hoàn chỉnh qua cái sự hỗ trợ phát nhôm CC cho đường máy. Chủ lực cái dàn chân để gây chú ý người xem chính là cái mâm CNC 5 cây Raceboy cam màu cam thẳng đứng. Giá mẫu mâm này là khoảng 18 củ, được tạo thành từ cái hình khối nhôm. Ốp lốc xin được nâng cấp lên thành ốp lốc máy của SS 1/10 vàng đồng, cực kỳ nổi bật. Toàn bộ chi tiết được cố định bằng ốc Straya cùng với ống thông nhớt và vàng. Hệ thống cái giảm tốc sau đến từ một cái thương hiệu là Holin, mức giá khoảng 15 củ. Đây phục gắn như sim trên X4 và có thể điều chỉnh các chế độ khác nhau, độ nén, đàn hồi nhanh chậm. Việc này đáp ứng khá tốt cái độ nhũng nhị hợp lý cho mọi đội hình. Trợ lực sườn Holin cũng đang được trang bị với khả năng là ổn định tay lái khi chiếc xe chạy tốc độ cao và chống xe đắp khá tốt. Cái ống sạch Lebin Carbon cho ra thứ âm thanh tờ tái cùng với combo Titan cực đẹp. Full cái set này thì xếp cái bài độ phải là 65 set của con xe với tổng chi phí cục máy lên tới hơn gần 30 củ. Winner 1/10 lên cái dàn chân tỏ sáng tại cái chỗ tập sim. Các chiếc Winner 1/10 đen là một cái dòng xe rất mạnh để phát triển về doanh số cùng với những hội lúp. Các maker không ngừng tìm cách nâng cấp chiếc xe của mình để hiện cái cá tính cũng như tăng thêm hiệu quả hoạt động của con xe. Dưới đây một em Winner đồ kiển đến từ một biker Vũng Tàu đã được trang bị vài món đồ chơi kiển nhưng cũng cực kỳ tinh tế. Khoác cho mình bộ áo nguyên thủy đậm cái chất thể thao với cái phối màu hài hòa giữa hai tông màu đen cam. Em ấy có được trang bị vài món đồ chơi kiển khiến chiếc xe trở nên cứng cáp hơn. Các bạn cùng tôi xem nhé. Phần đầu thì nhẹ nhàng tạo chút điểm nhấn với những món đồ chơi như kính Rizuma, led chờ sáng L4, tay thắng Tycon, thì đến từ biker. Mặt nạ trở nên ngầu hơn, hỏng hơn rất nhiều sau khi được chế cho nhựa lại. Càng chân thì mỏng manh, không kém phần cứng cáp, nghi nhôm Raceboy. Hệ thống phanh có những thay đổi nhẹ, đĩa gaffer. Ở đây, với cánh trái, ốc âm lửa, cần số 2 triệu Titan, tạo cái chút điểm nhấn lốc máy. Phía sau thì khá nó bật với cái bộ nhông xe đĩa DAD. Cái cánh phải thì nhẹ nhàng hơn với ống dẫn nhiệt Samco Sport. Bình dầu sau của Rizuma mang kiểu dáng giật nước. Phần đuôi chỉ nên gọn gàng hơn với việc của Sonic. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Đừng quên nhấn like.